Chào các bạn, bây giờ là 12 giờ trưa thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2022. Hình ảnh các bạn đang đón thấy trên màn hình là những chậu hoa hồng, chuông hồng quay sáng nay tại nhà ông bạn Nguyễn Văn Phấn của mình. Thưa các bạn, ở thời điểm hiện tại, hoa hồng của chúng ta đang phải chịu áp lực thời tiết rất lớn. Hiện tại khi chuông hồng đang làm video này để hầu các bạn là nhiệt độ tầm cỡ 29 đến 30, thậm chí trên 30 độ các bạn nhé. Các bạn đồng thấy mình vừa mới tắm xong rồi các bạn này. Và như hôm qua mình đã chia sẻ các bạn ở một bài viết ấy, thì hôm nay mình sẽ quay những chậu hoa hồng, mà một chậu hoa hồng, những chậu hoa hồng này là cắt cành ngày 30 tháng 9 các bạn nhé. Mình cắt cành ngày mùng 5, mùng 4, mùng 1 đến mùng 4 thì những chậu này cắt ngày 25, đúng 25, nghĩa là cắt trước mình 5 ngày các bạn ạ. Mà bây giờ rất đẹp, rất mỡ màng, nó đã nở như thế này rồi, nghĩa là hôm nay được đúng một tháng một ngày, tháng thiếu là đúng 30 ngày các bạn. Tại sao mình lại nói kỹ các bạn để các bạn biết cái số ngày đó? Bởi vì tính từng ngày đó thì các bạn biết rằng một chu kỳ hoa hồng nó như thế nào. Mình vừa mới quay sáng nay đây, đây là cây hoa hồng Hải Phòng leo đấy các bạn, ông bạn mình rất khéo tay nhé, chăm đâu vào đấy. Và bây giờ thì cho hoa hồng này đang nở rất đẹp, nhưng có một điều kiện tại sao nãy mình chia sẻ với các bạn là nếu nóng như thế này thì chỉ từ nay đến đầu tháng là nở bung hết. Và như các bạn nó thấy nhé, chính vì nhiệt độ nóng, hoa hồng nó không đẹp, nó không có form. Mà nghe đâu nói là năm nay nhuận, cái năm đến đây này là năm nhuận để các bạn này, nó cũng có form mà nó cũng vươn dài, nhưng mà nó hoa hồng như thế này thì không phải chưa đẹp được các bạn ạ. Và hôm nay mình còn quay của nhà thằng cậu mình cũng, mình vừa quay sáng, tí nữa mình sẽ lên cho các bạn xem. Vâng, đây mình nó muốn nói là cái thể trạng hoa hồng cắt cành hôm nay đúng 30 ngày thì nó như thế này. Còn mình chỉ cắt sau 5 đến 6 ngày các bạn nhé, mà bây giờ cũng mới đang ra mầm lộc, thậm chí cắt sau 10 ngày thì bây giờ có cây còn chưa ra lộc các bạn ạ. Và năm nay có những điều rất lạ. Hôm nay ông bạn mình bảo thế này chỉ 30 ngày rồi nở đó. Và nếu cắt ngày 25, hôm nay là 26 âm lịch nhé, các bạn tính âm lịch nhé, mà tháng vừa rồi là thiếu đúng 30 ngày. 30 ngày, 30 ngày mà từ khi cắt cành đến hôm nay nó đã nở như thế này rồi thì các bạn thấy nó có giống mùa hè. Mà cũng một điều đặc biệt là bây giờ chúng ta thấy thời tiết như mùa hè luôn. Bây giờ nhé, như hôm nay là bọn mình phải mở máy lạnh đi. Hôm qua cũng mở máy lạnh nhé. Nên là nhiệt độ đã phải mở máy lạnh là trên 30 độ các bạn ạ. Và ở một nền nhiệt độ như thế này thì những cây hoa hồng đóng nụ nở hoa đều hoàn toàn bất lợi nhé. Đóng nụ thì nó rất nhanh, nhanh nở, và nhanh nở đồng nghĩa với việc là nó không to được, và đã nở rồi thì rất nhanh tàn. Chúng ta biết ở một nền nhiệt độ 35 đến 40 độ, 38 độ mùa hè đấy, nắng ấy, nở một ngày là tàn, nửa sáng tối tàn. Và đây là cây hoa hồng của Sapa nhé, của ông bạn mình, đẹp lắm, bây giờ nó mới rất đẹp, nhưng đẹp là so với mùa hè thôi các bạn. Còn nếu so với mùa hoa chính vụ vẫn không đẹp, và lý do thì các bạn biết rồi, như nãy mình chia sẻ với các bạn rồi. Vâng, nhiệt độ này thì không hoa hồng nào đẹp, cho nên các bạn đừng đòi hỏi nó quá nhiều ở chỗ hoa hồng. Đấy, các bạn nôm là ông bạn mình chăm rất tốt, rất đẹp các bạn nôm, cảnh ngọn có khỏe khoắn đúng không? Thế nhưng thời tiết nó không cho chúng ta có được chậu hoa hồng đẹp thì chúng ta cũng không bao giờ có được chậu hoa hồng đẹp. Và hôm nay mình muốn quay những này lên để cho các bạn xem nhé, cho bạn mục sở thị những thể trạng để các bạn nôm thấy được. Bây giờ mình lát nữa đi, mình sẽ quay cái chỗ sắp đến, cái chỗ mình quay cái quả nhà em cậu mình nhé, em cậu mình nhá. Các bạn biết rồi, vâng, mình đã chia sẻ với các bạn là cắt cành
cành lâu rồi nở hoa rồi nhé. Cắt cành trước mình khoảng độ 15 ngày nở tàn hoa rồi, nhưng bây giờ để cậu em mình bảo là để đến tháng 11 mới cắt, nhưng bây giờ nay mình ra quay nó ra mầm hết rồi, không cắt nó cũng ra mầm. Các bạn lưu ý chứ, lưu cho nó không cắt nó mới ra mầm, chứ không phải chúng ta mà cứ giữ nó ra mầm ở đâu. Cho nên tại sao chúng chia sẻ các bạn bài viết này để cho các bạn thấy được là có rất nhiều thứ mà chúng ta phải cẩn thận mà chăm bón, rất nhiều cái kỹ năng mà chúng ta còn phải áp dụng cho chỗ hoa hồng này thì mới mong chúng theo như ý đồ của mình. Thế như năm nay mình chăm đến bây giờ vẫn mới ra lộc ở vườn hôm năm nay, hôm mình vừa mới ra vườn về mình chung quay vào mới đang đóng lụ, vẫn đang đóng lụ, nhưng nếu đóng lụ cứ nóng như thế này thì đến 15 81 cũng tàn hết các bạn ạ. Nếu cái ấm nhiệt tàn hết bánh tẻ hết. Bởi vì từ nay đến 15 tháng 11 các bạn biết 20 ngày nữa. Mà đây các bạn biết, các bạn so sánh nhé. Những chậu này cắt cành mùa hoa chính vụ hôm nay đúng 20 ngày, à 25 ngày nở hết. Mà chúng ta định cắt, đa số các bạn định cắt vào ngày mùng 10, hoặc em cậu mình định mùng 5 đã cắt rồi. Thì mùng 5 tới nhé. Mùng 5 thì nghĩa là cách Tết, các bạn biết cách tiếp bao nhiêu, 55 ngày nữa. Mà đây là một ví dụ minh chứng để các bạn biết. Các bạn biết cái ông mình quay mình, cái ông bạn mình cắt cành xong khi mình quay, các bạn biết rồi, hôm nay đúng 30 ngày mà nở này rồi, chứ 5 lâu nữa nở tuyết. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận nhé, rất cẩn thận với những ý đồ của mình ở thời điểm hiện tại khi đặt nhát kéo, nếu các bạn muốn hoa hồng nở Tết các bạn nhé. Cho nên là bây giờ cái lứa mà cắt mình chia sẻ với các bạn rồi, nên cắt hoa hồng từ ngày mùng 10 tới ngày 20 tháng 11 âm lịch nhé. Nếu miền Nam thì các bạn để ít ngày thôi, bởi vì miền Nam nó ấm nhé. Thế nhưng miền Bắc thì 20 vẫn cắt được, bởi 20 thì cách Tết 40 ngày cơ mà. Mà yêu cầu của chúng ta ngày 30 Tết là nở hoa một phần, của trúng chín đóng lụ và lộc là đẹp. Mua từ nhỏ các bạn thì... À mua rồi rồi kia. Cắt cành sớm, bởi năm ngoái nhiều người cắt không được. Còn đây là mình ra nhà em cậu mình. Đây là em cậu mình trồng hoa giấy, các bạn đẹp không? Và hôm nay là em cậu mình có sang lấp cái chỗ mà để cái chỗ hoa hồng đấy dọn hết là gì à? Tí mình quay lên cho bạn xem. Đây mình vừa quay sáng, bây giờ mình về mình biên tập nhé. Mình mới lên đây biên tập mà mình làm phim để chia sẻ với các bạn nhé. Mà em cậu mình ấy, mình đã chia sẻ với các bạn, cho các bạn nôm tí mình xem bài viết trong biết rồi. Mình em cậu mình là cắt cành lâu rồi. Cắt cành từ ngày mùng 10 cơ. Mùng 10 đến 15 nghe cắt cành trước mình 20 ngày cơ. Giờ nó nửa nó tàn hết rồi. Tàn hết rồi mà bây giờ lại ra một lứa mầm nữa này. Mà với mình ý đồ là em cậu mình là chỉ cắt đi lễ tàn, xong là để Tết mới cắt, để 15 tháng 11 mới cắt. Thế nhưng mà để đây là nhà em cậu bên kia các bạn ông này, những chậu hoa hồng ở trong tường cắm đất thì nó lên cái mầm thế này rồi. Các bạn lưu ý nhé, nghĩa là không giống cái ý của mình. Em cậu mình định là để cái lứa này, các bạn ông này em cậu mình không cắt, vẫn còn quá chứ đâu nè. Là để mùng 10 nó mới cắt, mùng 10 tháng 11 ông thì cắt, nhưng bây giờ nó ra lứa một lứa nữa nơi rồi nhé, một lứa nữa đi nơi rồi. Và mình sẽ quay cho các bạn ở cái gì ở mà để chậu nó kém ăn thì nó lại thì mới nhí ngắn thôi, nhưng những chỗ này là ở đất nhé, mưa là giọt lên cái chảy xuống có nước thì nó ra nhét lên đây các bạn ông, cái quả vẫn khô này các bạn ạ nhé. Cho nên tính đón, tính ngắn tính dài chúng ta không định lượng được nhé. Mà cái chu kỳ 40-45 ngày ở những tháng mùa đông, chúng ta vẫn nên bảo lưu cái chu kỳ ấy. Bảo lưu cái chu kỳ ấy. Bởi vì thưa các bạn, nói như vậy thôi chứ một chu kỳ nó cũng chỉ thay đổi ít thôi chứ. Năm ngoái có thể cắt như vậy, năm nay có thể cắt 40-45 ngày là nó nở. Đây nhé, mình xong mình sẽ quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng mà vẫn cắt cành này đấy nhé. Nhưng nó là ở trong chậu.
thì nó lại lên ít mầm hơn. Nhưng bây giờ nó vẫn kêu hoa nó trên, nó vẫn nhí mầm bên dưới. Để các mình lia máy cho các bạn xem này. Nhé. Đấy. Thì các bạn nòm đấy không ạ? À? Cái quả quan quan đấy không ạ? À? Đấy. Nhớ là ở cái chậu nó ít thức ăn hơn các bạn nhé. Ít thức ăn hơn. Đấy còn cây ra mầm thì còn quả mầm, còn cái tuần rìa cái đất ấy. Là nó nhí mầm hết này. Vậy thì chúng ta rút ra là cái gì hả các bạn? Nếu như chúng ta chăm sóc tốt sẽ rất nhanh nảy mầm. Và ngược lại, và qua đó chúng ta lấy đó là một kinh nghiệm để căn chuẩn tốt cho lứa hoa tết. Đây những cây như thế này thì cũng không thể lâu được nhé. Một thời gian ngắn nữa là nó sẽ nảy mầm rồi. Đây là còn quay lại cây mầm của Sapa, của ông bạn Phấn, của bạn bạn Phấn mình. Còn thưa các bạn, nói như vậy nhé. Đấy như mình muốn chia sẻ các bạn ở đây một thế trạng là cắt. Cho nên bây giờ nó cứ rối tung rối mù đấy. Còn của mình thì cắt cành ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Các bạn nhé. Nghĩa là hôm nay cắt mùng 1 thì hôm nay được 25 ngày. Cắt mùng 4 thì hôm nay được 22 ngày. Thế còn chỗ cắt mùng 1 thì hôm nay đang đóng lụ. Đóng lụ nhé các bạn. Còn đóng lụ thì nếu nóng như này thì nhanh nở lắm nhé. Thứ năm này, thứ năm tuần tới mình sẽ quay cho các bạn xem thể trạng ngoài vườn, ngoài vườn. Thế còn ở nhà thì mình mới quay cho các bạn xem hôm qua. Mới quay xem hôm qua thì không cần gì phải xem lại nữa. Có những cây còn chưa đóng, chưa ra mầm. Các bạn ạ, còn tất nhiên nó có rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở trước với những thể trạng cây hoa hồng như thế này. Các bạn nhé, còn năm nay nó như thế nào, lứa hoa nào đẹp thì đến bây giờ mình vẫn chưa đoán biết được là lúc nào nó đẹp các bạn nhé. Và thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh mình vừa quay lúc 6:30 sáng này nhé. Bây giờ mình biên tập để làm cho các bạn xem các bạn nhé. Mà mình muốn ngồi đến đấy để đây nói và chỉ đây thì cỡ nó thực tế luôn. Các bạn xem thấy vấn đề gì thì các bạn thắc mắc, các bạn comment ngay cho bên dưới nhé, và để mình sẽ trả lời cho các bạn. Và chế độ các bạn là vừa rồi hay thứ tư thứ sáu mình không livestream buổi tối được, bởi vì nhà mình công việc các bạn ạ, có bàn cưới xin của mấy em người nhà mình bị bận các bạn ạ. Và thế này thì như mình vẫn cố gắng mỗi ngày 2-3 ngày mình vẫn lên sóng với các bạn những cái cảnh này cho các bạn so sánh với cháu ông nhà các bạn nhé. Thế còn đây như ông bạn mình đây là một bàn tay vàng đấy các bạn ạ. Thế nhưng đấy, cái thể trạng mình quay đấy trong cái địa phận cái phường này là ông bạn mình đây chăm là đẹp nhất. Nhớ là các bạn ấy, những cây ông này còn được 4 năm tuổi nhé, chưa được 4 năm, 3 năm rưỡi. Mà chính mình biếu ông bạn mình đấy, 10 cây đấy. Mà bây giờ ông chăm sóc chi to này, các bạn thấy đẹp không? Nếu như cái lứa hoa này được lạnh bây giờ rét thì đẹp vô cùng. Thế nhưng với một nền thời tiết này thì các bạn ông nó bẫy ở dưới này thì nó nhanh nở lắm. Những cái này sau lưng kia mai là nở hết. 2-3 ngày nữa mình sẽ quay cái chỗ hồng này các bạn xem, nở rực hết. Và thưa các bạn, trên đây những hình ảnh mà Chu Hồng quay ở nhà bạn Nguyễn Văn Phấn của mình và em cậu mình vừa rồi cho các bạn biết thì có rất nhiều cái thể trạng khác nhau, cũng đồng nghĩa với việc là cắt cành ở nhiều ý đồ ngày khác nhau, cho nên ở tiểu thiên hiện tại là nó không giống nhau về thể trạng. Và có một cái mục đích cuối cùng là chúng ta vẫn mong mỏi làm thế nào để cắt được chỗ hoa hồng nở trúng tết. Đây là một bài toán rất là nan giải mà chúng ta hãy cố gắng học hỏi trên rất nhiều cái nguồn, như ví dụ không gian mạng và mỗi một kênh. Ví dụ kênh Chu Hồng này là một ví dụ các bạn nhé. Và nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh Chu Hồng cho mình một cái like các bạn nhé. Ấn chuông thì khi mình đăng lên bài thì các bạn mới thấy được các bạn ạ. Và bây giờ cũng đã là 12 giờ chưa hơn một chút rồi. Chúng tôi kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Xin kính chào các bạn.